Vâng, xin chào các bạn. Trên tay mình đây là iPad E2. Đây là một siêu phẩm E2, quá chất luôn. Phiên bản này là chỉ có only Wi-Fi và Wi-Fi với dung lượng 16GB, màn hình siêu mỏng, là một trong những mẫu có thể nói hiệu năng chơi game lướt web rất đỉnh, với phân khúc giá chỉ hơn 4 triệu đồng, quá đẹp. Hàng toàn 99 đến keng, có 3 màu gold và đen. Sáng thì hơi nhiều. Hello anh em inbox, có số lượng ship COD toàn quốc. Bye bye.